phát hiện nạn nhân tử vong trên quốc lộ 1, nạn nhân có biểu hiện lạ trước khi gặp nạn. Khẩn trương điều tra vụ hỏa hoạn tại cửa hàng sửa xe khiến hai cha con tử vong. Vụ gửi con đi chữa bệnh tự kỷ, nhận lại hũ cho cốt, yêu cầu điều tra bổ sung. Xe container bất ngờ lật nhào tại ngã tư khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Bỏ ngoài tai lệnh cấm, phố đường tàu chật kín khách ra vào. Khoảng 5 giờ sáng ngày 27 tháng 11, người dân lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua km 1085-900 thuộc địa bàn thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, theo hướng Bắc Nam, phát hiện một người đàn ông đã tử vong, khuôn mặt biến dạng, quần áo trên người bị tra rách, nghi tử vong do va chạm mạnh với phương tiện đang lưu thông, tốc độ cao. Nạn nhân bên ngoài mặc áo mưa dài tay màu xanh, dính nhiều đất cát, bên trong mặc áo thun ngắn tay, màu xám, mặt trước có dòng chữ Adidas, quần đùi màu đen, sau lưng có hình xăm. Theo cơ quan công an, do khuôn mặt nạn nhân biến dạng nên không thể nhận diện được. Đồng thời, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân liên quan nên chưa thể xác định được danh tính nạn nhân. Sau đó, cơ quan công an vào cuộc điều tra, ra soát dữ liệu trên tất cả hệ thống camera giao thông, camera an ninh nhà dân để truy tìm phương tiện gây tai nạn. Chiều ngày 27 tháng 11, đại diện đội cảnh sát giao thông công an huyện Mộ Đức cho hay, qua trích xuất dữ liệu camera an ninh nhà dân, cho thấy trước khi gặp nạn, người này có biểu hiện thần kinh không bình thường. Theo đó, qua dữ liệu camera nhà dân ghi lại cho thấy, người đàn ông này đi bộ theo hướng Bắc Nam, đoạn qua thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, người này đi sát lề đường và đi rất chậm. Qua làm việc với người dân trong khu vực, có người chứng kiến người đàn ông này đi bộ đến gần vị trí khu vực xảy ra tai nạn, ghé vào hè nhà của một hộ dân để nghỉ ngơi. Sau đó người đàn ông này đứng lên đi tiếp. Xong, thay vì đi ở phần lề đường thì người này đi ra phần làn đường dành cho ô tô và sau đó dẫn đến sự việc bị phương tiện đi cùng chiều tông trúng. Vị cán bộ chia sẻ, không loại trừ khả năng người đàn ông này bị thần kinh, tinh thần không ổn định nên mới có hành động đi không đúng làn đường. Qua bước đầu nhận dạng, nạn nhân trạc 40 đến 50 tuổi và khả năng cao không phải người dân địa phương. Mọi thông tin liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mời quý vị đón xem. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại cửa hàng sửa chữa máy cưa, cắt cỏ, xịt sâu do anh BVT, 39 tuổi, ngụ ấp An Khánh, xã Tân An Thạch, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long làm chủ. Ngay sau khi xảy ra cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long cùng ngành chức năng địa phương đã đến hiện trường dập lửa. Lực lượng chức năng đã tổ chức cứu người bị nạn, nhưng đám cháy quá lớn cộng với nhiều tiếng nổ phát ra từ bên trong căn nhà nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn. Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến anh T cùng con trai 12 tuổi tử vong ở lầu 1. Vợ anh T cùng người con út và một người cháu nhỏ tuổi ngủ ở tầng trệt kịp thời chạy ra ngoài nên may mắn thoát nạn. Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cho biết hiện lực lượng chức năng đang tiến hành công tác khám nghiệm để phục vụ quá trình điều tra nguyên nhân xảy ra cháy một cửa hàng sửa chữa máy khiến hai người tử vong. Đến trưa ngày 27 tháng 11, Công an huyện Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang phong tỏa hiện trường, tổ chức công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm nạn nhân, điều tra nguyên nhân xảy ra cháy. Sáng ngày 27 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Lê Quang Minh, 46 tuổi, ngụ phường 3 thành phố Đà Lạt và Cao Thị Thu Bích, 40 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận khi cháu bé nhỏ tuổi được người thân ở tỉnh Thừa Thiên Huế nhờ ông Quang và bà Bích chữa bệnh tự kỷ tại thành phố Bảo Lộc, nhưng sau đó gia đình nhận lại hũ cho cốt. Tuy nhiên, trong sáng ngày 27 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã quyết định trả hồ sơ vụ án đối với hai bị cáo Lê Quang Minh và Cao Thị Thu Bích, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung tình tiết liên quan mà phía bị hại đã nêu tại phiên tòa. Cụ thể, luật sư bào chữa cho bị hại cho rằng việc giám định ADN cho cốt của cháu Quy chưa được làm rõ và cần có trả lời bằng văn bản của cơ quan chuyên môn về vấn đề này, cần trưng cầu giám định làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu Quy. Theo cáo trạng, năm 2017, qua giới thiệu của bạn bè, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quen ông Quang, người nuôi dạy điều trị cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, hay còn gọi là trẻ tự kỷ. Ông Nghĩa đã gửi con trai là cháu Quy, sinh tháng 10 năm 2019, bị bệnh chậm phát triển, tới nhờ ông Quang chữa vào đầu tháng 3 với chi phí 200 triệu đồng trên một tháng, nhận trước 600 triệu đồng. Ông Quang cùng bà Bích chăm sóc cháu Quy cùng hai cháu khác tại căn nhà thuê cấp 4 ở phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc. Ít hôm sau, Quy có biểu hiện ho, nóng sốt, kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Lúc này, ông Quang yêu cầu bà Bích mua thuốc đặc trị COVID-19 cho bé trai uống, rồi báo cho gia đình. 3 hôm sau khi kiểm tra lại, thấy đứa trẻ âm tính với COVID-19, ông Quang tiếp tục báo kết quả cho gia đình. Trong ngày 22 đến ngày 23 tháng 3 năm 2022, thấy cháu Quy bị ho sốt trở lại, ông Quang không test, cũng không báo cho ông Nghĩa biết, chỉ theo dõi và chăm sóc. Đến rạng sáng ngày 25 tháng 3, bé Quy bị COVID-19 nên sức khỏe yếu, biểu hiện khó thở, được Quang và Bích đưa tới bệnh viện, nhưng cháu đã tử vong trên đường. Tuy nhiên, ông Quang cho rằng cha cậu bé đang bị bệnh nặng nên không thông tin cho gia đình và cũng từ chối thông báo cho y tế. Cho cốt của cháu Quy được cả hai bỏ vào hũ rồi ra Huế đưa cho gia đình ông Nghĩa. Tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét các tình tiết, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Quang Minh từ 18 đến 20 tháng tù cho hưởng án treo và thời gian thử thách là 3 đến 4 năm. Bị cáo Cao Thị Thu Bích bị đề nghị 15 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo và thử thách là 20 đến 36 tháng. Vụ án trên cũng là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh có con bị mắc bệnh khó chữa. Cần phải hết sức lưu ý khi chọn nơi chữa bệnh cho trẻ, tuyệt đối không gửi trẻ vào các cơ sở tự phát, không có giấy tờ pháp lý, người trực tiếp điều trị không có bằng cấp rõ ràng để tránh trường hợp đáng tiếc như trên. Theo đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa ngày 27 tháng 11, xe container biển kiểm soát 50H02543 kéo theo rơ móc do nam tài xế lái xe khoảng 30 tuổi lưu thông trên quốc lộ 13 hướng Bình Dương đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi tới vòng xoay cầu vượt Bình Phước, đoạn thuộc phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, container ôm cua về hướng quốc lộ 1 thì bất ngờ lật ngang sang bên phải. Rất may khi chiếc xe bị lật, không có phương tiện nào di chuyển gần bên container nên không ai bị thương. Tuy nhiên, sự việc khiến nhiều người hoảng sợ. Sau tai nạn, tài xế được nhiều người hỗ trợ đưa ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn, xe container hư hỏng nặng, dầu nhớt xe chảy ra đường. Người dân sống gần hiện trường vụ tai nạn cho hay, sau loạt tiếng động cảm tưởng như xảy ra động đất gây rung chấn, khi người dân chạy ra đường thì thấy chiếc xe nằm lật ngang, bụi đất bay tứ tung. Sự cố khiến giao thông qua vòng xoáy bị tắc nghẽn, ùn ứ nhiều phía, các phương tiện chôn chân giữa trời nắng. Cảnh sát giao thông và các lực lượng liên quan đã đến hiện trường xử lý, hốt cát giải lên vệt dầu nhớt trên mặt đường, đồng thời hướng dẫn người dân di chuyển theo lộ trình khác và giải tán đám đông đang tụ tập để tránh phương tiện hư hỏng, xảy ra thêm sự cố gì gây nguy hiểm cho người dân. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra. Các tài xế, nhất là những người điều khiển phương tiện hạng nặng, cồng kềnh, cần hết sức lưu ý, nhất là khi đi đến các đoạn khúc cua, nơi có nhiều phương tiện khác cùng tham gia giao thông hoặc nơi được đặt biển cảnh báo nguy hiểm để tránh xảy ra hậu quả thương tâm. Ngày 27 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Lâm Văn Thương, sinh năm 1990, ngụ phường Vĩnh Thanh, và Thái Văn Chiến, sinh năm 1988, ngụ phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang về tội cướp giật tài sản. Theo kết quả điều tra, do không có tiền tiêu nên Phương nói với Chiến bàn cách tìm người đi đường có đeo dây chuyền vàng để cướp giật đem bán. Khi cả hai đến đường Trần Quý Cáp, phường An Bình thì phát hiện một cụ bà 71 tuổi đang đứng ngoài đường, trên cổ có đeo sợi dây chuyền. Hai đối tượng giật sợi dây chuyền vàng rồi đem đi bán được hơn 8 triệu đồng. Liên quan đến một ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại tỉnh Bến Tre, ngày 27 tháng 11, bác sĩ Nguyễn Văn Oanh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết bệnh nhân này đã xuất viện. Riêng các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân này qua xét nghiệm đều có kết quả âm tính với virus đậu mùa khỉ. Không có trường hợp nào cần theo dõi. Trước đó, bệnh nhân N, sinh năm 1992, ngụ xã Châu Hòa, huyện Rồng Trôm, Bến Tre, đang tạm trú tại khu phố Bình Khởi, phường 6, thành phố Bến Tre, dương tính với virus đậu mùa khỉ và được đưa đến bệnh viện điều trị cách ly. Sau khi phát hiện ca nhiễm virus đậu mùa khỉ, ngành y tế tỉnh Bến Tre đã thực hiện các biện pháp cần thiết và khống chế bao vây, không để mầm bệnh lây lan ra cộng đồng. Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 26 tháng 11, Nguyễn Anh Quy, 19 tuổi, quê Tiền Giang, ra bờ sông Sài Gòn tại khu vực phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức câu cá. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, cần câu anh Quy bị cá kéo xuống sông. Lúc này, anh Quy thấy cần bị cuốn trôi nên nói với những người xung quanh là cần câu có giá trị hơn chục triệu đồng. Dù nhiều người dân đã ngăn không cho anh Quy xuống sông, nhưng người này vẫn kiên quyết nhảy xuống lấy cần câu. Kết quả, nạn nhân tử vong do đuối nước. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo đỉnh chiều cường đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 28 đến ngày 30 tháng 11, tức 15 đến 17 tháng 10 âm lịch. Dự báo đây là kỳ chiều cường cao, cần đề phòng ngập úng những vùng trũng thấp và ven sông. Một số tuyến đường có khả năng bị ngập như đường Trần Xuân Soạn, Đào Sư Tích, Huỳnh Tấn Phát,
Nguyễn Bình, Lê Văn Lương, quốc lộ 50, Phạm Hữu Lầu, các khu vực ngập tập trung nhiều tại quận 7 và huyện Nhà Bè. Tương tự, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu các sông miền Tây Nam Bộ sẽ tiếp tục lên theo chiều cường rằm tháng 10 âm lịch. Nghệ sĩ Quốc Khánh, người vào vai Ngọc Hoàng trong các mùa Táo Quân, đã chính thức có tên trong danh sách được tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 2023. Trước đó, nam nghệ sĩ gạo cội đã có nhiều cống hiến cho khán giả. Nghệ sĩ Quốc Khánh được biết đến là nghệ sĩ gạo cội của làng sân khấu kịch phía Bắc. Đặc biệt nhắc đến anh, người ta không thể không nhớ đến những vai diễn trên sân khấu lẫn trên màn ảnh như Tiểu Phẩm Hài của Gặp Nhau Cuối Tuần hay chương trình Táo Quân. Đến tháng 11 năm 2022, nghệ sĩ Quốc Khánh đã được nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, giám đốc nhà hát kịch Việt Nam, trao quyết định nghỉ hưu sau hơn 40 năm công tác. Tại con phố cà phê nổi tiếng độc nhất vô nhị giữa lòng thủ đô, khu vực đường tàu từ Trần Phú đến Điện Biên Phủ phát sinh tụ điểm kinh doanh cà phê. Việc mọc lên ồ ạt các loại hình kinh doanh này đã và đang tồn tại nhiều bất cập, gây mất trật tự và mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, trước đó cơ quan chức năng đã nghiêm cấm du khách vào vui chơi check-in tại tuyến phố cà phê đường tàu, đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Song cấm chỗ này thì chỗ khác lại mọc ra khi đoạn phố đường tàu mới từ trạm chắn Trần Phú tới Điện Biên Phủ đông như chưa từng bị cấm. Đoạn phố cà phê đường tàu mới này có biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, cấm tụ tập đông người quay phim chụp ảnh, cấm ngồi trên đường sắt, cấm kê bàn ghế bày bán hàng ở lòng và hai bên đường sắt. Mặc dù lực lượng cảnh giới chặn chốt, nhưng du khách vẫn có thể dễ dàng đi vào trong nếu có người của quán bảo lãnh và dẫn vào. Tuy được du khách đánh giá là không đẹp bằng phố đường tàu cũ vì thiếu mất đoạn cua cũng là điểm đẹp nhất mỗi khi ngắm tàu chạy qua. Nhưng tại đây, lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Thậm chí du khách nước ngoài có nhu cầu vào khu vực cà phê đường tàu mới thì người dân nơi đây còn có đường đi riêng qua một ngách nhỏ thông trực tiếp ra khu vực đường tàu để du khách thưởng thức cà phê. Những chủ cửa hàng là người dẫn khách khu vực đường tàu hoạt động như một tổ chức thống nhất. Thấy ai đứng lơ ngơ bên đường tàu sẽ lập tức có người chụp ảnh lại để hỏi xem là khách nhà nào và không ngần ngại hỏi trực tiếp khách xem ai dẫn vào. Nếu không chủ cửa hàng nào nhận dẫn khách đó thì người đó sẽ lập tức bị đuổi ra ngoài. Hoạt động rôm rả là thế, nhưng đến khoảng tầm 18 giờ khi lực lượng tuần tra đi kiểm tra, nhiều chủ cửa hàng liền thu bàn ghế và đuổi khách ra ngoài. Nhiều khách nước ngoài đang uống nước lại bị mời ra ngoài mà không một lời giải thích, lên tiếng bức xúc. Trước tình trạng trên, các đơn vị chức năng có thể thiết lập hồ sơ xử lý, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với các hộ kinh doanh vi phạm theo quy định. Quận Hoàn Kiếm cũng yêu cầu công an quận chỉ đạo công an phường tiếp tục lập rào chắn, biển cảnh báo và tổ chức lực lượng chốt trực, không để du khách đi vào, ăn uống, quay phim, chụp ảnh tại khu vực hành lang an toàn giao thông đường sắt. Theo Hội Thiên Văn Hà Nội, tối ngày 27 tháng 11, người yêu thiên văn ở Việt Nam đã có dịp chiêm ngưỡng hiện tượng trăng tròn hay còn gọi là trăng máu, trăng hải ly. Theo đó, vào lúc 19 giờ 17 phút tối ngày 27 tháng 11, mặt trăng sẽ nằm ở đối diện của trái đất so với mặt trời, một mặt của nó sẽ sáng hoàn toàn. Hiện tượng trăng tròn xảy ra khi hành tinh trái đất của chúng ta bị kẹp chính xác giữa mặt trời và mặt trăng. Sự liên kết độc đáo này đảm bảo toàn bộ bề mặt của mặt trăng đối diện với chúng ta sẽ sáng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Và nhờ vào quỹ đạo của mặt trăng quanh trái đất, góc của ánh sáng mặt trời chiếu vào bề mặt mặt trăng và bị phản xạ trở lại hành tinh của chúng ta sẽ thay đổi, tạo ra các pha mặt trăng khác nhau. Mặc dù trăng tròn chỉ xảy ra vào thời điểm chính xác khi trái đất, mặt trăng và mặt trời tạo thành sự thẳng hàng hoàn hảo, nhưng trong mắt chúng ta, mặt trăng có vẻ tròn trong khoảng 3 ngày. Theo ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên Văn và Vũ trụ học Việt Nam, nguồn gốc của cái tên này ngày nay thường được giải thích là vào thời điểm này trong năm, loài hải ly đến mùa xây đập, mà thực tế là những cái tổ giữa dòng nước được làm bằng lá, cành cây và đôi khi cả đất đá, giúp chúng tích trữ thức ăn trong mùa đông và tránh sự tấn công của các loài săn mồi như gấu và chó sói. Cũng có nguồn khác giải thích rằng trăng tròn tháng 11 được gọi như vậy vì vào thời điểm này trong năm là lúc người dân bản địa châu Mỹ thường đặt bẫy hải ly. Điều kiện thời tiết được coi là yếu tố quyết định đến việc quan sát. Nhiều khu vực trên cả nước từng bỏ lỡ những lần quan sát trăng máu do điều kiện mây mù mưa dông. Tuy nhiên lần này, tin vui dành cho những ai yêu thiên văn và có hứng thú với những hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ, việc quan sát trăng máu được nhận định là khá thuận lợi trên cả nước. Không giống như nhật thực, nguyệt thực có thể quan sát hoàn toàn bằng mắt thường,
thú vị hơn nếu có hỗ trợ của ống nhòm hoặc kính thiên văn. Cùng với việc quan sát thời tiết, người xem cũng nên lựa chọn những địa điểm thoáng đãng, có tầm nhìn rộng về phía đông, chọn nơi ít ánh sáng đèn và ô nhiễm không khí.